Thành Đạt chúc mừng sinh nhật Hải Băng, xến hơn tỏ tình. Cảm ơn em đã dừng lại ở cuộc đời anh. Không chỉ dành những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất, Thành Đạt còn tổ chức tiệc sinh nhật cực hoành tráng và lãng mạn cho Hải Băng. Ngày 22 tháng 11 vừa qua là sinh nhật lần thứ 29 của nữ ca sĩ Hải Băng. Để chúc mừng ngày quan trọng này, ông xã cô nam diễn viên Thành Đạt đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khá hoành tráng và lãng mạn dưới sự góp mặt của bạn bè thân thiết ở một cửa hàng nhỏ. Không những thế, nam diễn viên còn khiến nhiều người phải ghen tị khi dành một lời chúc mừng sinh nhật khá mặn nồng cho Hải Băng trên trang cá nhân. Anh viết, vợ yêu, với anh không chỉ riêng 22 tháng 11 mà ngày nào cũng là sinh nhật của em. Cảm ơn em đã đi và dừng lại ở cuộc đời anh để cùng bắt đầu những chuỗi ngày bình yên, nơi chỉ có niềm vui hạnh phúc và những nụ cười. Hãy tiếp tục cùng anh đến những chân trời mới. Nơi ấy có những người bạn ta từng quen, có anh, có em, hai thiên thần bé của chúng ta. Anh yêu em, vậy vì em xứng đáng. Lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào như tỏ tình của Thành Đạt dành cho Hải Băng. Cặp đôi đã có buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ bên nhau cùng bạn bè thân thiết. Từ khi công khai tình cảm đến nay, Thành Đạt Hải Băng luôn thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi. Hội bạn bè thân thiết của cặp đôi cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật này. Dù đã có con gái chung, nhưng cả hai vẫn thường xuyên có khoảng thời gian dành cho nhau để hâm nóng tình cảm. Mặc dù đã có khoảng thời gian gần 2 năm mặn nồng, nhưng đây là lần đầu tiên Thành Đạt bày tỏ tình cảm ngọt ngào như vậy với Hải Băng trên trang cá nhân. Chính vì thế, anh nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè lẫn người hâm mộ. Khoảnh khắc tinh nghịch của vợ chồng Hải Băng, Thành Đạt và bạn bè. Hải Băng và Thành Đạt chính thức xác nhận tình cảm từ tháng 8, 2016. Cho đến cuối tháng 3, 2017, cặp đôi khiến cả showbiz xôn xao khi bị lộ thông tin đã có với nhau một con gái đầu lòng. Để khẳng định tình cảm, Hải Băng, Thành Đạt đã âm thầm làm lễ hỏi vào ngày 22 tháng 7 vừa qua với sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, cả hai đều chia sẻ với truyền thông vẫn chưa có ý định tổ chức hôn lễ. Bản thân nữ ca sĩ Hải Băng cũng cho biết cô sẽ không làm đám cưới với Thành Đạt dù đã đính hôn và có con chung. Bởi theo quan niệm của Hải Băng, tôi là người không quan trọng chuyện cưới xin, mà tôi cũng không muốn đám cưới đâu. Có rất nhiều cặp đôi, đám cưới tưng bừng, rồi cuối cùng cũng chia tay. Thà như vậy mà nó lâu dài, tôi sống hơi bị phương Tây nên chẳng đặt nặng chuyện đám cưới. Về mối quan hệ với con trai riêng của Thành Đạt, bé Kít, Hải Băng thừa nhận, con riêng anh Đạt gọi tôi là cô, tôi cũng không thích bé gọi mình là mẹ. Cũng có nhiều người chọc ghẹo nói bé gọi tôi là mẹ, nhưng tôi đã nói với bé rằng mẹ của bé chỉ có một, đó là Diệp Bảo Ngọc, nên bé luôn nhận thức gọi tôi là cô. Nếu đặt tôi vào trường hợp của Diệp Bảo Ngọc, tôi cũng không thích con tôi gọi vợ sau của anh Đạt là mẹ.